Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề bí quyết đầu tư forex ư? Điều mà bao kẻ tôi nhận đang nắm chữ. Đầu tư forex biết bao kẻ rêu rao rằng họ đang có một bí quyết đầu tư forex và những bí quyết đầu tư forex này có thể giúp kiếm tiền thế này hay thế kia. Không những vậy, kẻ này còn gắm cho mỗi bí quyết đầu tư forex của chúng một cái tên hết sức hay, trừu tượng cũng như thêm vào đó là những huyền thoại đã giúp cho chính bản thân những kẻ này thành công trên thị trường forex. Những bí quyết đầu tư forex từ các thánh này đều là những bí quyết tuyệt đỉnh có thể giúp cho mọi người kiếm tiền một cách đơn giản, nhanh chóng trên thị trường forex. Cùng với đó là những lời hứa như đinh đóng cột đầy sự quyến rũ ngọt ngào, cũng như lời hứa tất cả điều trên được những kẻ này tròn lên cho chúng những giá trị mà bất kỳ một nhà đầu tư forex nào khi nghe đều mong muốn sẽ đạt được một cách nhanh chóng. Những bí quyết đầu tư forex thần thánh này là tuyệt chiêu được chân truyền từ các thầy nước ngoài, cũng như bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc để có thể học được bí quyết đầu tư forex này. Không những vậy, họ đang áp dụng bí quyết đầu tư forex này để quản lý cho quỹ này hay quỹ kia, cũng đang giao dịch ủy thác và đang tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định trên thị trường forex. Chính điều này nên các thánh này phải mang ra để chia sẻ cho mọi người để cùng kiếm tiền trên thị trường forex. Giá trị của bí quyết đầu tư forex này đã được chúng vận dụng rất nhiều năm trên thị trường forex. Chính vì vậy, chúng đảm bảo rằng một nhà đầu tư forex khi tham gia khóa học của chúng sẽ đem về lợi nhuận thế này hay thế kia. Và bí quyết đầu tư forex này đã giúp cho rất nhiều người thay đổi cuộc sống, tạo thêm một nguồn thu nhập thứ hai và tự do tài chính. Những kẻ rêu rao về các giá trị của bí quyết đầu tư forex này, tại sao nhà đầu tư forex phải tin về những điều kể lể của chúng mà nói ra? Vậy lý do gì mà nhà đầu tư forex không yêu cầu những kẻ đang chia sẻ bí quyết đầu tư forex này chứng minh rõ giá trị của chúng trên thị trường forex bằng chính tài khoản giao dịch forex của chúng hay chính những giao dịch forex trực tiếp? Nhà đầu tư forex có thể thấy được rõ tài khoản live của chúng để mà nhìn nhận cũng như đánh giá mọi giá trị. Khi yêu cầu chứng minh những giá trị thực tiễn này về bí quyết đầu tư forex, nhà đầu tư forex sẽ thấy rõ bản chất của tất cả những kẻ này sẽ không bao giờ dám làm điều này cho nhà đầu tư forex thấy. Chúng sẽ tìm mọi cách để tránh né, để thoái thác giá trị hoặc không thúc được nhà đầu tư forex mua bí quyết đầu tư forex thần thánh của chúng được. Sẽ nói với nhà đầu tư forex rằng chúng ta không có duyên hoặc đây là những vấn đề nhạy cảm cũng như chứng minh được giá trị. Vậy nhà đầu tư forex bỏ tiền ra mua giá trị kiến thức từ các bí quyết đầu tư forex này về để làm gì? Trần Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.